tiếp nối những cái đoạn video này. Bạn nhìn thấy góc này này, nhìn cái tử nó đẹp. Nhìn cây nó thoáng cây. Và mình thích nhất cái đoạn cổ này. Cái đoạn cổ của cây này. Đấy. Cổ cây họ làm đẹp thật. Cắt giật hết các bạn. Giật rất kỹ mọi người ạ. Nó nhìn cái khỉu này. Đấy, cắt giật lên đây này, sang bên này này, về đây này. Đấy, đến đây họ lại cắt tiếp, đưa ra đây. Mọi người đấy sao? Ok. Đấy, rất đã đúng không? Và cây này họ nuôi không có nhiều đất đâu nhé. Cây rất già. Rồi, mình di chuyển. Mình di chuyển ra phía bên sau. Mùa này là mùa cây đâm chồi nảy lộc. Cái này bộ lá đẹp thế. Tác phẩm của Nguyễn Văn Sự này, cây xanh. Tác giả Nguyễn Văn Sự. Lá nó đẹp quá. Còn cái cây này thì nằm trên cái bệ cổ, cái chậu cổ 1963. Chậu cũ. Đấy, họ vẫn còn những viên gạch. Đây mọi người thấy họ xử lý cái sẹo, bôi cái thuốc gì nó nhìn nó bóng vậy, bảo vệ lớp cắt khiếp quá. Lá cái này đẹp thật. Mọi người nhìn đây nhé, đây. Cây như cái măng, thân nó như cái máng. Đó, đi bên kia nhé. Chúng ta lại sang bên này. Lát nữa thì mình lại quay trở về cái triển lãm ở trên huyện Quốc Oai. Ở cái video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cây ở huyện Quốc Oai nhé. Các bạn hãy nhớ theo dõi. Theo dõi và đăng ký kênh. Ai chưa đăng ký thì các bạn đăng ký cho mình đi. Và like và comment nếu các bạn cần hỏi và cần góp ý với mình. Hôm nay trời Hà Nội là mà nắng, có như có nắng rồi. Nắng rất là khó chịu. Nắng đầu mùa. Nắng mùa này. Rồi dần dần thì chúng ta sẽ quen. Cây xanh này, bộ rễ nó đẹp.
đây là những cây cửa to to một chút. Tác phẩm cây xanh Vũ Hồng Quang. Cây này nó đẹp, bộ lá nó ra đẹp quá mọi người ạ, nó bóng, rất bóng. Tác phẩm này của ai? Tam Đa Lê Tiếp. Rồi bên này có một cái cặp Chi Hội sinh hoạt Tây Mộ. Tây Mộ. Ok, chắc là tôi sẽ chuẩn bị dừng lại những cái video này đây. Thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh và chia sẻ video nhé. Thì xong ở đây thì tôi Tuấn sẽ di chuyển xuống huyện Quốc Oai. Quốc Oai để mình chia sẻ tiếp. Ôi cái này đẹp quá nhỉ. Cái này giả đinh. Tạ quang cảnh. Cái này cái đế người ta làm đẹp quá. Thân người ta phơi kiểu gì mà da nó đẹp. Thân cực giả luôn. U nần. Cây này bây giờ nuôi ăn mạnh vào thì nó lại không đẹp, nó lại phá đi. Đấy, người ta cho ăn ít chất thôi. Bộ đế nó đẹp quá. Dáng cổ thụ. Thân thì nào? Thân cái cây này họ sưu tầm thân thấy rất nặng. Mình đi xoay vòng. Bông tán người chia đẹp lắm, đều đẹp. Vắng cây. Đây là mặt bên. Da trắng, thân trắng này, địa y mọc rất nhiều đây này. À, xanh xanh, già lắm đấy các bạn, cây được như này già, thân nó nạc này là lâu năm lắm này, chứ không phải là ngày, không phải là 20 năm hay gì đâu, lâu lắm này. Phía bên này để có cái chậu xanh. Cái này thì to vĩ đại luôn. Cũng vẫn của anh Quang Cảnh. To. Rất to. Cái này thì nó ôm vào một cái phiến thạch nhũ. Thân cây này nặng một tấc thẳng, đặc điểm là thân cây nặng. Rồi mình sẽ lướt máy sang bên tay trái. Tay trái còn một số tác phẩm đây. Các bạn thấy đây là cây sữa khủng phết đấy, khủng sữa.
To, này to. Cả người ôm luôn. Phạm Văn Quý. Đỏ quá nhỉ. Khủng khiếp. Bú sữa. Rồi, mình xin phép là dừng lại cái video clip đây. Và các bạn hãy giúp mà mình đăng ký kênh và chia sẻ video và comment nếu mà các bạn cần hỏi và chia sẻ, mình muốn nhận được cái thông tin của các bạn phần comment. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.